Thành xin chào cô bác và anh chị đến với nội dung tiếp theo trên kênh Cõi Vùng Núi. Hiện tại kênh Cõi Vùng Núi là kênh phụ của vợ chồng em Cõi. Kênh này sẽ do Thành dẫn chuyện và quay video. Mong cô bác và anh chị ủng hộ kênh cho một like và một đăng ký và một chia sẻ cho kênh Cõi Vùng Núi càng ngày và càng phát triển hơn nữa để giúp những hoàn cảnh khó khăn trên vùng cao ạ. Anh đang có mặt tại nhà anh Tả, lên đây hướng dẫn anh và giúp anh làm bếp. Anh Tả ơi, chào anh chị nhá. Anh chị đang làm gì đấy? Chị rửa bát à? Anh đang nấu món gì đấy? Anh Tả biết rán trứng với tôm mỡ ngon đấy. Úp cái vung vào cho nó chín. Em bé đâu anh? Em bé ngoan quá nhỉ. Bố mẹ dạy, em bé cũng dạy theo. Thành thấy là thì hai vợ chồng anh Tả là không được bình thường. Anh Tả là không được bình thường thì vợ anh Tả lại bị câm điếc ấy. Nhưng thấy hai vợ chồng anh sống với nhau là vui vẻ và yêu thương lẫn nhau. Lúc nào hai vợ chồng cũng tươi cười trên khuôn mặt. Tuy số phận đã an bài. Anh lật đi không cháy mặt kia đấy. Lấy cái thìa. Cái chảo là anh không đánh sạch nó rồi. Cái này. Lần sau anh rán trứng thì anh phải đánh sạch đi nhá. Dính hết rồi. Anh không đánh sạch thì nó bị dính ở dưới này. Cái này do vừa không biết nấu. Anh Tả đã chặt đủ cây đòn tay với cây cột để làm bếp chưa anh? Thế sáng nay thì mình cứ dựng lên đi, xem thiếu cái nào thì mình đi chặt lốt. Không em thấy anh đầu không được bình thường ấy. Thì cứ chặt thì chả biết là thiếu bao nhiêu, thừa bấy nhiêu. Thành nói chuyện với anh Tả mà em bé cũng hóng hớt. Thế em bé ở tí bên kia. Hoa anh đâu rồi anh? Ngủ ở trên giường. Ngủ giường ấy anh. Vâng, Hoa anh vẫn chưa dậy. Chưa dậy rồi. Hôm nay lên là thấy anh Tả đã chuyển chân téc vào bên trong rồi. Anh đã cho xi măng vào gạch.
và chân tét cho chắc. Anh Tàu ơi, anh để tét như này như này nước chẳng hết chảy hết vào bếp mà anh. Cho mình ăn ở đây đỡ nước vào ấy nhỉ. Thế bến dừa anh làm bằng này à? Và chia chia ra à? Và bếp bếp của anh đến đây thôi à? Đun thì à, đun thì cần hẹp thôi đúng không? Mình xây chỗ rộng để tắm rửa vệ sinh nhỉ. Anh ăn cơm còn không? Em ăn rồi. Anh chị ăn đi. Anh gọi con gái dậy ăn sáng đi. Hoa anh bị ốm à? Không ốm, nó chi đến lúc dậy nè. Cái mình ăn chưa? Anh Tả ơi. Dạ. Những cái rác đằng trước nhà mình này thì phải nhặt cho gọn đi nhá. Đừng có vứt bừa bãi này nhá. Tí tí bảo vợ là phải nhặt gọn đi xong đốt. Bà cả con nữa không được vứt giấy này, vứt bánh kẹo này. Đốt đi. Đây đốt ở góc kia kìa. Hôm nọ anh em mình đốt rác ấy, đây. À. Đây với những cái sắt hôm nọ em bảo anh đây này. Thì tí nữa hai vợ chồng anh ăn cơm xong ấy thì anh chuyển sang bên cái nhà cũ kia nhá, để bên cái trái kia nhá. Để bên kia cho sạch. Đấy, nhà mình đẹp như này thì mình đừng có bày những cái gì đứng trước anh ạ. Cho nó sạch sẽ nhá. Cảm ơn anh. Và không có gì, những cái này em biết thì em sẽ bảo anh. Vì thường thường ở trên vùng cao mình ấy thì cái lối sống nó chưa được sạch sẽ hơn đúng không? Mình vẫn sống lộn xộn nhà anh kìa. Anh bảo chị là em ăn rồi. Hoa anh dậy ăn sáng đi, không tí trông em cho mẹ với bố làm bếp mà. Anh Tả bảo đi, bảo là dậy ăn sáng cùng đi, tí nữa còn trông em. Để cho bố mẹ làm bếp chứ, để lấy bếp mà đun chứ. Vui và vui nhưng mà cảm thấy mình yếu đúng là vui rực. Em thấy anh khỏe mà có yếu đâu. Tức là có cái triệu chứng gì ấy, cảm thấy mệt mệt ở trong người đầu ấy. Mệt thì mình nghỉ thôi anh. Vâng. Không cố làm gì nhá. Vâng. Cố là ngã bệnh ra là vợ con không trông nom được về anh nữa. Bây giờ cái nhà của anh là trụ cột trong gia đình ấy, thì anh phải cố gắng. Anh Tá ơi, anh thỉnh thoảng anh phải nói chuyện với con nhá, không thì vợ anh không biết nói ấy. Con anh thì
Nó cũng không biết nói theo đâu, nó cứ a ơ thôi. Đấy. Thì, đúng rồi, bình thường anh phải nói chuyện cho nó gọi mẹ, gọi ba, nhưng gọi là tiếng dân tộc cũng được, là tiếng phổ thông cũng được. Không thì em bé tầm hơn 1 tuổi là không biết nói là dở đấy anh ạ. Chào cô nhá. Nhà hàng cô. Vâng. Đi cả lúa không? Sớm rồi nè. À. Đỡ mệt này, đoàn tay được không? Anh đo đòn tay á? À, đo kèo chứ. Kèo á. Cứ nói đoàn tay. Kèo là hai sải tay của anh à? Anh chặt cái que kia anh mang theo chẳng chuẩn hơn à? Nhưng đây được 1 cây rồi. Đây được 1 cây rồi. Cột anh đã mang về được mấy cây rồi? Cột đấy. Mỗi 1 cây này. Thiếu 3 cây Cây nữa. kia, cây 2 cây ở trên kia, 3 cây này. Thế thiếu 3 cây nữa là mang về. Có 12 cây keo á. Chi chán đi nha.